Liên quan đến y tế là một thông tin đáng chú ý thưa quý bà con. Thưa quý vị, khuya ngày 18 tháng 3, Bệnh viện Chợ Rẫy đã có báo cáo Bộ Y tế về chung ca bệnh ngộ độc botulinum khiến 10 người nhập viện, trong đó có một người tử vong. Trong số 9 bệnh nhân còn điều trị có 5 nữ 4 năm, hiện có 3 bệnh nhân có biểu hiện bị liệt tứ chi, suy si hô hấp và phải thở máy. Các bệnh nhân nhập viện đều có đặc điểm chung là sau ăn chưa đầy 24 giờ, đều có triệu chứng rối loạn tiêu hóa, làm yếu tứ chi tăng dần. Những trường hợp nặng đều dẫn tới suy hô hấp do liệt cơ thở máy. Tuy nhiên tất cả đều tỉnh và tiếp xúc được. Sau khi điều tra dịch tễ, chuyên gia của bệnh viện Châu rẫy và bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Nam xác định cả ba chùm ca bệnh 10 người đều cùng ăn một loại thức ăn là cá chép muối ủ chua, món ăn quen thuộc với người dân ở khu vực này. Trong quá trình chế biến, loại thức ăn này còn bỏ vào hộp thủy tinh đóng kín sau 2-3 tuần mới lấy ra ăn. Kết quả xét nghiệm các mẫu cá muối ủ chua do Viện Baxter Nha Trang thực hiện, cũng xác định trong món ăn này có chứa clostridium tuyếp E+, từ đó có thể khẳng định các bệnh nhân bị ngộ độc botulinum. Được biết, hiện Việt Nam chỉ còn 5 lò thuốc dùng giải độc tố clostridium botulinum ở Bệnh viện Chợ Rẫy. Cả 5 lò thuốc này cũng vừa được chuyển ra Bệnh viện Đa Khoa, khu vực Bắc Quảng Nam giải độc cho bệnh nhân việc bây giờ theo các chuyên gia là làm mọi cách ngăn chặn không để xảy ra các ca ngộ độc botulinum bởi nếu bùng phát sẽ rất khó khăn trong việc tìm kiếm thuốc giải độc.